Nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Minh Huyền, sinh năm 1974, cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có mẹ là người làm nghệ thuật, từng là trưởng đoàn nghệ thuật tuồng, cải lương. Với đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ, Minh Huyền đã theo học tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, cô công tác với vai trò diễn viên, ca sĩ solist của Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam. Tên tuổi của Minh Huyền gắn với dòng nhạc dân ca, giọng hát trữ tình, ngọt ngào, mang âm hưởng miền Trung ấy, không còn xa lạ với khán giả suốt hàng chục năm nay. Thế rồi, chị Nam tiến với nhiều dự án âm nhạc. Trong thời gian làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, cô không ngừng gặt hái thành công với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, đơn ca trong hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và giải đặc biệt Liên hoan âm nhạc thế giới Jeonju Biennale tại Hàn Quốc 1995. Vào khoảng năm 2010, cô quyết định nam tiến và bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô chia sẻ về quyết định này: "Tôi nghĩ rằng việc đến với khán giả ở miền Nam sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn. Sau những năm tháng gắn bó với đất nước phía Bắc, tôi muốn tìm thấy chính mình thông qua âm nhạc và nỗ lực để chinh phục khán giả phía Nam. Sau khi đã gắn bó với các ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được hát các tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ, đặc biệt là tại miền đất phương Nam năng động này. Tôi tin rằng việc biểu diễn các ca khúc của các nhạc sĩ trẻ sẽ mang lại sự sáng tạo và mới mẻ và có thể tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp của tôi." Hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền đảm nhận vai trò giảng viên khoa âm nhạc, công nghệ jazz, pop rock tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục và truyền đạt kinh nghiệm nghệ thuật cho thế hệ tương lai. Dù sự nghiệp có những thành công nhất định, thế nhưng Minh Huyền lại có cuộc sống hôn nhân thất bại. Vào năm 2004, nữ nghệ sĩ khi ấy còn phải ra tòa để giải quyết những tranh chấp cuối cùng với chồng. Cụ thể, chồng cũ của nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền là anh Phạm Hoàng Minh Long. Theo những thông tin mà báo chí cung cấp, vào thời điểm ấy, sau khoảng thời gian dài mâu thuẫn, cả hai đã đưa ra quyết định đường ai nấy đi. Tuy nhiên, vì còn tranh chấp tài sản chung nên hai vợ chồng đã phải ra tòa. Theo Công an Nhân dân, sau khi chất vấn các bên liên quan cũng như thông tin thu được qua phần tranh luận tại tòa, kết luận cuối cùng chấp nhận việc ly hôn của anh Phạm Hoàng Minh Long và chị Võ Thị Minh Huyền. Riêng với căn nhà số 6, ngõ Yên Thành, tòa cho rằng không có căn cứ để xác định đây là tài sản chung của hai bên đương sự nên không có căn cứ để phân chia. Được biết, căn nhà này chính là tài sản mà Minh Huyền muốn được phân chia sau ly hôn. Theo chồng cũ của nữ nghệ sĩ, tháng 5 năm 2000, anh đại diện cho gia đình đứng ra mua căn nhà trên với giá 230.000 USD. Số tiền mua căn nhà đó là tiền dành dụm của cha mẹ anh và gia đình. Do số tiền quá lớn nên việc trả tiền nhà được thực hiện làm nhiều lần và anh cũng phải vay mượn thêm. Anh Long cũng thừa nhận việc trả tiền nhà có diễn ra trong thời gian anh và Minh Huyền đã đăng ký kết hôn, nhưng Minh Huyền không có đóng góp trong việc mua bán đó. Về phía Minh Huyền, cô cho rằng để mua căn nhà này, cô đã đứng ra vay 50.000 USD của người em dâu là cô Maria, cộng với số tiền cô bán căn nhà cũ tại Mai Dịch được hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, các giấy tờ vay tiền của Maria lại không có chữ ký của anh Long và cũng không có đoạn nào nói về việc vay số tiền đó để trả tiền mua căn nhà số 6 ngõ Yên Thành. Với căn hộ tại Mai Dịch, người mua nhà của Minh Huyền lại thanh toán tiền cho bố mẹ đẻ của cô ấy, chứ không phải vợ chồng trực tiếp nhận số tiền này. Kết quả cuối cùng là nữ nghệ sĩ đành phải chấp nhận việc thua kiện. Trước đó vào năm 2003, nhiều khán giả của Minh Huyền khi ấy chắc hẳn sẽ nhớ đến câu chuyện nữ nghệ sĩ bị khủng bố bằng dầu nhớt. Cụ thể khi ấy, Minh Huyền đang cùng luật sư của mình đi từ đường Bà Triệu để đến đường Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng thì bị một chiếc xe máy chở hai thanh niên cầm xô nhựa tạt thẳng vào người, dung dịch tàn là dầu nhớt xe gắn máy trộn với sơn. Theo thông tin khi ấy, Minh Huyền cho biết cô nghi ngờ những người đã thực hiện hành vi này chính là hai người đòi nợ thuê đã từng đến tìm chồng của cô. Cũng từ đây mà chuyện chồng nữ nghệ sĩ đã gửi đơn ly hôn từ năm 2002 cũng được tiết lộ, từng chia sẻ về câu chuyện hôn nhân và vụ việc bị tạt dầu nhớt. Minh Huyền nói: "Cuộc hôn nhân ấy đem lại hạnh phúc thật ngắn ngủi, nhưng vết thương lòng thì nhiều vô kể. Bao nỗi dằn vặt, ưu phiền theo tôi suốt hàng chục năm sau đó và có những điều cho đến bây giờ vẫn chưa xóa nhòa được. Tôi không trách ai, vì hạnh phúc do mình lựa chọn. Tôi càng thấm thía câu nói của người xưa, càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều, hay khôn ngoan không lại với trời. Một lần từ văn phòng luật sư đi ra đường, tôi bị hai đối tượng đi xe máy tạt dầu nhớt pha sơn vào người. Tôi phải vào đồn công an trình báo sự việc. Tình cảnh của tôi vỡ lở trên báo chí. Thật sự, tôi không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn đó vì chẳng hay ho gì. Sau đổ vỡ thì người phụ nữ bao giờ cũng là người phải chịu nhiều bất hạnh và thiệt thòi hơn cả. Tôi ly dị khi con gái mới 1 tuổi rưỡi, sự nghiệp cũng vì thế mà lỡ dở. Tôi đã vượt qua những khó khăn đó dù không phải một sớm một chiều." Hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền đang công tác ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết cô là một giảng viên nhiệt huyết và khá nghiêm khắc trong những giờ lên lớp.